không đắm trước thì các lậu tận diệt. Thiên vương nên biết, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, vì muốn làm lợi lạc hữu tình nên cầm bát vào thành khất thực. Vì sao? Vì các đại Bồ Tát luôn huân tập tâm đại bi, quản các hữu tình đa số nghèo khổ, vì muốn cho họ giàu vui nên nhận sự cúng dường. Khi vào thành ấp oai nghi tề chỉnh, tâm ngay thẳng giữ gìn các căn, bước đi từ tốn xem trước, chừng sáu phỉu tay, chậm rãi mà đi, không nhìn ngó hai bên, theo thứ lớp khất thực, như pháp không bỏ nhà nghèo, đúng lượng khất thực, không tham cầu nhiều, trong bát cơm ấy xớt một phần bố thí cho kẻ nghèo, cúng dường phước điền. Vì sao? Vì tín thí khó tiêu và vì sanh phước. Thiên vương nên biết, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa chỉ ăn một lần không hề thay đổi. Vì sao? Vì Bồ Tát chỉ một lần ngồi tòa bồ đề, ma đến quấy nhiễu cũng không làm khuynh động. Đối với định tuệ trí xuất thế, pháp không thật tế chân như, như lý thánh đạo, nhất thiết chủng trí đều không thay đổi. Vì sao? Vì nhất thiết chủng trí từ một pháp mà đắc vậy, cho nên Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa chỉ ăn một lần. Thiên vương nên biết, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, dùng phương tiện thiện xảo vì các hữu tình thị hiện khất thực. Thiên vương nên biết, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, thường xuyên tu học hạnh A Lan nhã, nghĩa là tu phạm hạnh, đối với các căn không phát sanh tội lỗi, ưa học hỏi, kham nhẫn tu chánh hạnh, xa lìa ngã và sự sợ hãi, không đắm trước thân, thường hành tịch tĩnh. Các Bồ Tát này thường ưa xuất gia ở trong chánh pháp, giữ tam luân giới, biết rõ pháp tướng. Như Lai đã từng thuyết giới cho ba hạng người già trẻ trung niên đều được thấu hiểu, chẳng duyên ngoại cảnh, chuyên niệm tự tâm, chê pháp thế tục, khen pháp xuất gia, điều phục các căn, không chấp giữ cảnh giới ác, ở nơi A Lan nhã, không ở nơi nạn xứ, chẳng xa chẳng gần xóm làng, để tiện khất thực, nơi ấy có suối nước trong, tắm rửa dễ dàng, rừng nhiều hoa quả không có thú dữ, hang núi yên tĩnh ít người cư trú, những nơi thắng xứ như thế. Đối với pháp đã học, đêm ngày ba thời chuyên cần đọc tụng, tiếng không cao thấp, tâm không duyên ngoại cảnh, chỉ chuyên trì nhớ niệm Bà La Môn vân vân, có đến chỗ ấy niềm nở vui mừng, thăm hỏi mời ngồi, quán biết căn tánh để thuyết pháp cho họ được hoan hỷ tín thọ vâng làm, dùng đủ phương tiện khéo léo giúp họ xa lìa ngã tâm. Vì vô ngã nên ở nơi vắng vẻ không có sợ hãi, xa lìa sợ hãi nên vui hạnh tịch tĩnh. Bồ Tát dùng phương tiện thiện xảo như thế nên thị hiện tu hành ở nơi A Lan nhã. Thiên vương nên biết, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, quán biết các hành, suy nghĩ, các thức ăn uống đều trong sạch thơm tho, nhưng do lửa thân tiếp xúc biến thành bất tịnh, hủy hoại hôi hám, người ngu vô trí,